thì cho thì ở xã nào huyện nào thì sẽ được thông báo ở trên kênh YouTube này của anh, kênh Xoáy Ca TV này của anh. À, còn bây giờ anh hỏi giá trước thì bây giờ anh cứ hỏi giá đi. Rồi thí dụ như dân chúng mà người ta trên toàn quốc này ai thích chiếc nào thì cứ mua, được giá thì mua. À, bây giờ anh hỏi em có thể nói giá hết được không? Như chiếc này là chiếc gì em? Máy đa liêm hả? À, 7.700.000 là bán trong tỉnh, không ship ra ngoài tỉnh. Xe 50 7 triệu. Còn chiếc này cái này bao nhiêu em? 13 triệu. Còn chiếc này của mình, chiếc gì đây? Đẹp quá ha. Mới có 12.000 cây số thôi. Là chiếc này bao nhiêu? Là 31.500. 31.500. À, 31.500. Chiếc này thí dụ như mua mới bao nhiêu mình có thể nói để anh đó anh biết được. 41 triệu. 41 triệu đó thì tính ra anh mua thí dụ 3 chiếc là anh mua được 2 chiếc là cho được là 3 người rồi, đúng không? Rồi như chiếc Center này bao nhiêu? Center này là 215. Bán là 28 triệu. 28 triệu hả? Tính ra giá em bán cũng mềm á. Còn như chiếc Vision này. Vision này là 27. Về để nhận khách. Khách mà mua là em bấm tên luôn là 26 triệu. 26 triệu. Rồi còn chiếc này chiếc gì ạ? Chiếc này chiếc X35. Mà sao nó chơi nhìn nó khác khác ha. Này bán là tầm 16 triệu. 16 triệu. Nó là khoảng năm nào? 22. Còn cái rim kia, rim cũ cũ kìa. Trung Quốc này thì có 4 triệu thôi anh. 4 triệu thôi hả? Có nghĩa là ảnh có thể mua là cả xe mắc mà cả xe rẻ. Mua con. Có nghĩa là để mà thí dụ cho đại ai trúng xe nào thì mua xe là được xe đó. Như chiếc Sirius này như anh. Còn chiếc kia có bán không? Chiếc Vision đó. 26.500. 27 luôn. Ở chiếc này. 18.500 hả? Còn như chiếc này là chiếc gì em? Vision luôn hả? 25. Chiếc này nhiêu? Này em bán ra giá là 25 triệu. Bao sang tên luôn. Chiếc đồ cổ này ở đây là chắc là tiền đồng này hiếm có. Enchu. Là bao nhiêu? Riêng 100% luôn. Bao nhiêu tiền? 8 triệu mà. Ồ, đẹp quá ha. Ông ở trên Đà Lạt á. Ôi cha, trời ơi, lốc máy đồ này nọ nó còn mới tinh vậy ta. Sơn mình chấm vàng này. Cái này để chiếc này để anh làm riêng một cái chương trình cho nó. Còn chiếc này chiếc gì? Super Rim hả? Chiếc Super Rim này bán bao nhiêu? Là còn còn zin sabin luôn. Zin 100% còn mới ghê ha. Xe phố hả? Đẹp ha. Còn chiếc này 12 chiếc đều 12 3 chiếc 22 23. Lời 12 triệu đều hết. Chiếc này cũng 12 luôn. Chiếc này thì có 10 triệu thôi. Có 10 triệu thôi hả? Máy zin. Còn chiếc này future. Future này được 27. Bán 27. Đẹp quá ha. Khách hàng đây bao bấm tên luôn. Còn ngoại tỉnh. Còn như mấy con Athena này thì giá tầm 7-8 triệu. 7-8 triệu một chiếc hả? Máy đồ chắc chạy còn ngon hết hả? Bằng này xe mà anh đi anh thấy cũng mệt rồi chứ. Còn chiếc này mấy? Có 6 triệu hả? Rẻ dữ người ta. Mio này. Rẻ quá. Còn chiếc chiếc này đang ấy hả? Chiếc này ở đâu? Máy zin 100%. Liền zin máy zin có cần dàn liệu thì nó cứ hơi chảy chút chút. Đây em bán 11.500. 11.500. Nguyên dàn nhựa này hình như anh nhớ có triệu mấy à? Đúng rồi. Jupiter thì chạy chắc nó xài số dầu à? Côn dầu. Côn dầu số dầu.
con dầu số dầu anh biết mà, hồi xưa bạn anh nó có mua một chiếc chạy đã lắm. Còn này này nhớ giá hết ra. Còn này rim cùi cùi này à 4 triệu hả? À mấy chiếc này rẻ quá ha. À Janus 2017. Janus 2017, Janus 2017 mà bán rẻ vậy ta? 19 triệu 500 hả? Còn cái này là đời năm nào? Đời 26, 30 triệu. À 30 triệu hả? 30 triệu. Nó là gì? iBlack hả? Còn này? Cái này Vision 2016 luôn. À. À. Còn cái Future cổ này bao nhiêu? 8 triệu hả? À. Rồi còn mấy chiếc rim này làm cho nó xong luôn cho chương trình luôn. Là chiếc này thì mình đồng bạn là bán 4 triệu một chiếc. À 4 triệu một chiếc. Còn 3 chiếc kia? À 50 tay ga này thì 5 triệu. À chiếc trong màu trắng chẳng chẳng xe tao rớt. À à còn chiếc trong kia có bán không? Có luôn, xe đấy là 8 triệu. À rồi cảm ơn em nha. Rồi mình đi vòng vòng mình coi cái đã. Bây giờ mình cứ làm cho tất cả mọi người đều biết giá, coi như cho cái anh ở bên Mỹ anh sẽ xem video này và anh biết giá đi. Rồi mình đăng cái số điện thoại trên tiêu đề của video đó. Thì anh em nào mà ở gần ở xa mà muốn mua thì gọi hỏi mua. Nhưng mà nếu mà anh đăng số điện thoại lên người ta gọi dữ lắm có chịu không? À như vậy thôi thì anh không đăng số điện thoại, anh chỉ có là nói cái địa chỉ thôi, đúng không? Thì ai muốn mua, ví dụ như ở quanh quanh đây muốn mua thì đến mua ha, đúng không? Chứ còn rồi có nghĩa là số đó mình, cái số nào mà mình ít xài đó thì tối mình tắt đi. Nhưng mà các bạn nên nhớ là khi mà mình gọi điện thoại á, thì mình gọi vào giờ hành chính, thí dụ như là người ta ăn uống rồi xong khoảng 7:30 8 giờ rồi mình gọi, rồi là tới chiều chừng khoảng 4 giờ là trở đi mình đừng gọi nữa. Hay mình gọi vào những cái giờ đó là những giờ cao điểm, với lại buổi trưa, thí dụ từ 11 giờ trở đi các bạn đừng có gọi, gọi giờ đó người ta ngủ nghe rồi, nếu mình gọi vậy sẽ rất phiền cho người ta các bạn nha. Rồi đó thì cái video này mình quay cho một cái chương trình là mình quay cái video đầu tiên này, để tại vì ở đây là hiện tại là ở đây là cái số xe, cái số lượng xe cũng bán ra cũng gần hết rồi, chứ bình thường là phải là trên 100 chiếc đó. Thành thử ra là mình quay chương trình này thì anh ở bên Mỹ đó thì anh hãy xem và anh nghe giá đó, thì so với xe mới là có nhiều chiếc là rẻ hơn cả hàng chục triệu đó. Thì nếu được thì nghĩ là nếu được thì anh có ý đồ là làm cái chương trình mà từ thiện bằng xe cũ này, thì ở đây bảo đảm là bao xe tốt cho anh luôn, cứ an tâm mọi người đều chạy tốt.